là đài truyền hình SBTN Texas. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh và Xí nghiệp cùng với vị khách mời rất quen thuộc của chương trình. Hiền Nhi xin trân trọng giới thiệu đến với quý khán giả giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, xin kính chào giáo sư ạ. Dạ vâng, tôi mến chào cô Hiền Nhi, kính chào quý khán thính giả của đài SBTN ạ. Dạ vâng, kính thưa giáo sư, và đầu tiên thì chắc hẳn là quý khán giả cũng rất là nóng lòng muốn biết những cái nhận định về kinh tế của giáo sư trong suốt những tuần vừa qua, có những cái điểm son nào mới nhất không thưa giáo sư? Dạ vâng, thưa liên tục 3 tuần, stock market đã gượng lại, mặc dù trong 2 tuần trước đó, thì Dow Jones cố gắng lên được cái mức 24.000 rất khó khăn, tuy nhiên vào cuối tuần này Dow Jones đã lên cái mức trên 25.300, có nghĩa là tiến triển rất khá. Số người mà khai thất nghiệp trong nửa tháng 5 đó đã giảm đi 4 triệu người, có nghĩa rằng cao điểm số người khai thất nghiệp là 25 triệu, bây giờ cuối 15 tây tháng 5 vừa rồi đó, con số nó xuống chỉ còn có tròn trẹm là 22 triệu, giảm đi khá nhiều, có nghĩa rằng một số công ty họ đã bớt sa thải. Tuy nhiên cái số thất nghiệp vẫn còn rất nhiều, 10 lần so với suy thoái kinh tế về tài chánh và địa ốc của năm 2009. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đang vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng mà có những cái triệu chứng trở dậy từ từ thưa cô. Dạ vâng thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, một trong những vấn đề mà quý khán giả đã rất là quan tâm trong suốt cái mùa dịch bệnh này đó là những cái gói cứu trợ về kinh tế của chính phủ. Đầu tiên mà giáo sư đã nhắc đến trong rất là nhiều những cái chương trình đó là cái gói CARE Act PPP Loan Payroll Protection Program. Không biết là giáo sư có thể điểm qua những cái thay đổi gì về những cái điều kiện để mà xin ân xá cho các tiểu thương cần làm trong cái thời hạn deadline sắp tới đây thưa giáo sư? Thưa hai điểm, những quý vị nào có tiểu thương mà đã nhận được tiền PPP loan xin chú ý. Cái thứ nhì nữa là quý vị nào mà chưa xin tiền PPP loan thì bây giờ vẫn còn tiếp tục xin. Vì cái thời hạn để mà xin được ân xá đó, có nghĩa là số tiền mà nhận được PPP loan phải tiêu xài trước cuối tháng 6, có nghĩa còn khoảng 4 tuần nữa sẽ được gia hạn. Hiện tại cái đạo luật này đang đưa lên Thượng viện, Hạ viện đã biểu quyết đưa lên Thượng viện. Nó như thế này, PPP loan như quý vị biết đó, những người nào đã vay mượn đó, thì vay mượn trung bình tiền lương có mỗi tháng nhân cho 2.5, có nghĩa là vay mượn 2.5 lương mà tiểu thương đã trả cho nhân viên. Và nếu vay mượn xong rồi cái số tiền đó thì phải tiêu xài trước cuối tháng 6. Nhưng mà cái thời hạn này như tôi đã nói là tuần tới chúng ta sẽ biết rằng cuối tháng 6 này sẽ được gia hạn bao nhiêu. Nếu họ gia hạn nhiều đó thì người ta sẽ cơ hội để xài nhiều. Khi mà xài hết đó, thì mục đích của tất cả chúng ta đó là được ân xá 100% cái số tiền vay mượn này, chứ không phải là chỉ 70-75%. Nhưng mà theo cái điều luật gọi là đầu tiên của cái PPP loan đó, là 75% số tiền này phải được xài trước cuối tháng 6, và 25% còn lại đó, đây là một những thay đổi gần đây xảy ra, là quý vị vẫn được ân xá 25% lại nếu quý vị xài cho tiền thuê địa ốc hay là tất cả một cái lease nào, cái rent nào, cái giờ gọi là rent đó, đều trả được hết. Ví dụ như quý vị mướn máy móc lease hay là lease xe cho công ty, tất cả những lease đều được hết, như TT, đường điện thoại, internet hay là tất cả những cái hệ thống nào cho IT đó, mà về utility về internet đều được hết. Tiền lãi của gói nợ của quý vị hay tất cả hết á, có nghĩa rằng nếu quý vị liệt kê từ đây tới cuối tháng 6 mà cái thời hạn này có thể sẽ gia hạn, là tất cả những điều đó cộng thêm tiền lương, mà tiền lương là phải tối thiểu là 75% cái số tiền của quý vị vay nợ, thì quý vị có thể trừ đi 100%, cần phải theo dõi rất kỹ vì cái thời gian có thể sẽ gia hạn rất nhiều. Tuy nhiên, cái loan mà để mà forgiveness application của SBA bây giờ đã có trong Internet, quý vị có thể download để bắt đầu tìm hiểu. Nó không có đơn giản cho lắm mà nó cũng không phức tạp cho lắm, cần phải đọc kỹ để hiểu.
Và thưa giáo sư, với cái gói payroll protection là để giúp cho các tiểu thương có thể giữ được những cái người employee, những cái người công nhân làm việc. Nhưng mà trong khi đó thì người ta nói rằng cái số người mà khai lãnh tiền thất nghiệp tuần này đã giảm bớt nhưng mà vẫn cao hơn 10 lần so với trước cái thời điểm pandemic xảy ra. Thì nhiều công ty lại sa thải người và cũng không có mướn thêm người mới. Và liệu nền kinh tế của chúng ta có gặp những cái khó khăn để mà trở lại như cái mức bình thường trước đây không thưa giáo sư? Vâng, đó là một trong những cái lỗ hổng của cái gói kinh tế, cái chương trình kinh tế cứu trợ đó, mục đích là đưa tiền để cho người ta vẫn tiếp tục tiêu xài, để bởi vì tất cả đều cách ly, đại đa số người ta tiêu xài rất là cẩn thận, những cái gì cần thiết qua online và những đồ nó rẻ chứ không xa xỉ. Nhưng mà khi cái tiền thất nghiệp liên bang là 600 đô á, cho 13 tuần gia tăng với tiền thất nghiệp của tiểu bang á, là trên 50% số người lãnh á, họ lãnh tiền nhiều hơn là khi họ đi làm. Thành ra đó là cái vấn đề là bây giờ tất cả biên tế từ từ họ mở lại thì những người đó họ vẫn tiếp tục, họ muốn ở nhà, họ vẫn tiếp tục để cho xài hết số tiền này. Đó là một cái điểm lỗ hổng mà có thể sẽ làm nhiều chuyên gia kinh tế họ nói rằng nó làm cho trì trệ cái sự khởi dậy của nền kinh tế. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và trong cái thời điểm hiện tại thì quả thật là mùa ra trường của các em sinh viên học sinh và đặc biệt là những cái em sinh viên đại học. Khi mà mới ra trường thì trong cái thời điểm pandemic thì rất là khó khăn trong cái công việc xin việc làm và đặc biệt là với như giáo sư vừa mới nhận xét đó là cũng khó khăn trong cái thời gian mà nhiều người lại muốn ở nhà khai tiền thất nghiệp và công ty cũng không có muốn mướn thêm người mới thì các em sinh viên có phải làm những gì để mà chuẩn bị cho những cái công cuộc tìm việc làm này không thưa giáo sư? Thứ nhất là khi mà các em ra trường đó, trong quá khứ đó, thì mình hy vọng là trong vòng 3-4 tháng là tìm việc làm. Nhưng mà nếu các em hiện tại không có tìm việc làm từ nay tới cuối năm cũng là chuyện thường thôi. Các em không nên nản chí. Các em thứ nhất là chuẩn bị cái resume mình cho thật sẵn sàng và theo dõi 4 năm cái công ty mà mình muốn được thương một theo dõi rất kỹ những gì họ xảy ra và khi họ có cái chương trình mở ra hay là bắt đầu liên lạc với những người HR director này nọ để chi để thấy rằng các em có cái đam mê về cái ngành của các em có cái theo dõi của kỹ nghệ và nhất là công ty. Những công ty khi họ mở ra đó thì họ sẽ mướn những người nào mà cảm thấy chuẩn bị professional rất là chuẩn bị mà nhất là có cái đam mê. Chúng tôi theo dõi và liên lạc mà website mở ra là đã apply liền, mà nếu apply rồi liền rồi rồi mà không được nhận thì vẫn tiếp tục apply trở lại. Những công ty họ rất thích những người sinh viên mà gọi là có cái đam mê của cái nghề, cái đam mê. Và trong cái thời điểm này nên tìm cách là làm những cái project tự mình làm để nghiên cứu về cái industry đó, về kỹ nghệ đó, để khi mình phỏng vấn thì mình nói rằng tôi đã theo dõi và nghiên cứu cái này. Đó là cái sự đam mê mà chuẩn bị trong cái thời gian này. Pandemic này thì người ta ước tính rằng ra trường thì 6 tháng sau không có tìm việc làm vẫn là chuyện thường, không nên nản, nhưng mà cần lấy thời gian này để chuẩn bị được không? Dạ vâng, thưa giáo sư, rất là cảm ơn những lời khuyên của giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với tình hình trên thế giới, thì quả thật chúng ta có những lo lắng trên nền kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà trong khi đó, những cái quan ngại về tình hình của Hồng Kông, Trung Quốc, cũng như là những cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ đến cái quốc gia này cũng là một cái điều mà quý khán giả, quý đồng hương cũng rất là quan tâm. Thì vừa qua Mỹ cũng đã tuyên bố là không còn công nhận Hồng Kông là tự trị và những cái hệ lụy kinh tế thì điều này có nghĩa như thế nào thưa giáo sư? Dạ vâng. Nếu nghe sơ qua đó thì mình nếu mình không hiểu vào vấn đề đó mà không theo dõi đó, thì mình nói rằng ô có phải là Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh không? Đồng minh đây là những người dân của Hồng Kông. Khi không nhận rồi không công nhận họ là không tự trị. Ngược lại, cái vị trí này của Hoa Kỳ là để ủng hộ cái chiều hướng gọi là dân chủ và đòi nhân quyền dân chủ của Hồng Kông. Tôi xin lược qua như thế này là 1997 cách đây 23 năm đó khi Hồng Kông trở về Trung Quốc sau 100 năm với cái sự bành trướng và điều hành của Anh Quốc đó 1997 đó thời điểm đó, đó GDP của Hồng Kông là 18% của GDP của Trung Quốc, nó rất là quan trọng. Trung Quốc vì vậy cho nên nhân nhượng ký với lại Anh Quốc là 50 năm vẫn giữ nguyên tôn trọng tự do dân chủ dân quyền và hệ thống kinh tài tất cả
cả chứ là một quốc gia riêng biệt, và có thể là một danh từ mà ta dùng đó là một quốc gia hai hệ thống, có nghĩa là 23 năm đã trôi qua, vẫn còn 27 năm nữa. Nhưng bây giờ Trung Quốc đã vi phạm, đang vi phạm và rất là trắng trợn vi phạm bằng cách năm 2019 họ đưa ra cái đạo luật là tất cả người dân Hồng Kông nếu bị vi phạm sẽ dẫn độ về để xử ở tòa án của Trung Quốc. Đó là điều mà đã gây lên cái biểu tình ồ ạt à của Hồng Kông mà Trung Quốc bó tay vào 2019. Sau đó virus COVID Vũ Hán xảy ra thì người Hồng Kông họ bớt biểu tình. Nhưng bây giờ Trung Quốc họ lo lo sợ, họ nói rằng có thể cái biểu tình nó sẽ trở lại nữa mà họ bó tay. Mà người dân ở Trung Quốc hiện tại á, cái mức gọi là bất mãn và lo âu và gì vì kinh tế, vì thế giới gọi là chống đối Trung Quốc rất là nhiều, đe dọa đến cái lãnh đạo của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ không muốn hiểm họa là Hồng Kông nổi dậy trở lại, và nhất là sau cái mùa bầu cử bà Thái Văn Anh đã thắng cử và với vị trí cứng rắn là không chấp nhận Trung Quốc và Đài Loan là một quốc gia độc lập. Thành ra với những vị trí đó, Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản họ lấy một cái con cờ rất là mạo hiểm và tôi nghĩ rất là sai lầm. Họ bây giờ họ lại đưa ra một cái đạo luật mới mà đã được thông hành vào luật của Trung Quốc, có nghĩa là bốn điều: nếu mà Hồng Kông muốn rời khỏi độc lập thành một cái quốc gia riêng của Trung Quốc là phạm pháp, họ có thể là đưa quân vào để họ kiềm chế, hay là chính phủ hay người dân Hồng Kông mà không nghe lệnh của trung ương của Trung Quốc là họ có quyền họ xử quyết, họ chống khủng bố, và thứ nhì nữa là Hồng Kông không được cho những cái ảnh hưởng của ngoại bang để ảnh hưởng, thì đó là những luật, có nghĩa là họ xóa bỏ hoàn toàn cái hiệp ước 50 năm với lại Anh Quốc. Năm 2019 đó, khi mà biểu tình xảy ra đó, thì Thượng viện Quốc hội đã đưa ra một cái đạo luật gọi là nhân quyền, ủng hộ nhân quyền cho Hồng Kông. Tổng thống Trump đã ký vào đạo luật, và theo đạo luật đó mỗi năm Tổng trưởng Ngoại giao phải gọi là thực thi biểu quyết và chứng nhận rằng Hồng Kông vẫn là một cái xứ độc lập theo cái hiệp ước 50 năm với Anh Quốc. Mỗi năm như vậy thì Hồng Kông được độc tiếp tục nhận được những cái ân xá mà không có dành cho Trung Quốc như là một quốc gia độc lập cái thời của ở dưới Anh Quốc. Như quý vị thấy trong cái thời mà thương chiến đó, thế quan đặt lên trên bên Trung Quốc, hay là tất cả những cái chế tài về hệ thống kinh kinh tế tài chính hay là về technology không áp dụng cho Hồng Kông, mặc dù Hồng Kông là một phần của Trung Quốc. Bây giờ với cái trường hợp mà Tổng thống trưởng Ngoại giao nói rằng là Hồng Kông không còn là một cái hệ thống tự trị nữa, thì có nghĩa rằng tất cả những gì Hoa Kỳ áp dụng cho Trung Quốc là siết chặt cho Hồng Kông. Thì làm như vậy đó là một cái ảnh hưởng rất mạnh cho đối với Trung Quốc, mặc dầu nó ảnh hưởng một phần nào đời sống người dân của Hồng Kông. Là tại sao? Hồng Kông là một cái hải cảng, là gần như cái chỗ mà thế giới tự do tất cả hàng hóa đi vào Trung Quốc đều qua Hồng Kông hết. Hồng Kông là một cái hệ thống kinh tài tài chính thế giới lớn thứ sáu trên thế giới, là một cái hệ thống kinh tài stock market lớn nhất cho Trung Quốc ngoại trừ Shenzhen và Shanghai. Trung Quốc họ rất cần Hồng Kông, và nhất là gần đây chính phủ Trump lại nói rằng có thể những công ty của Trung Quốc có thể sẽ không được bán stock ở trên New York nữa. Tuy nhiên khi mà mất đi cái quy chế này đó, là một loạt những công ty thay vì họ liệt kê bán tốt Hồng Kông, họ đi qua họ bà họ liệt kê ở trên Singapore, Tokyo Exchange hay là bên New York Stock. Thành ra nó làm cho cái hệ thống kinh tài, cái máy nguồn máy kinh tài của Trung Quốc bị giảm thiểu vì cái nền kinh tế của Hồng Kông không còn như xưa nữa. Theo nhận xét của tôi đó, cái con cờ này của Trung Quốc đó khi mà đưa ra những đạo luật này đó là họ họ là khủng hoảng. Họ đang sợ nổi loạn, họ đang sợ Hồng Kông, họ đang sợ về vấn đề Đài Loan, và họ biết chắc là Hoa Kỳ thế nào cũng cứng rắn và siết chặt vì cái ảnh hưởng của quốc hội, của toàn dân, của thế giới. Họ biết chắc là chuyện này xảy ra và họ khủng hoảng, cho nên họ phải làm như vậy để họ bảo vệ, để siết chặt Hồng Kông, mặc dù họ biết cái hậu quả là về tài chính như vậy. Nhưng mà hiện tại Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có cái chương trình mị dân, có nghĩa rằng làm những cái chương trình
để khơi động cái lòng ái quốc của người dân của Trung Quốc bằng cách đưa ra cái đạo luật này của Hồng Kông siết chặt, bằng cách đe dọa rằng có thể chiếm lấy Đài Loan bằng vũ lực, bằng cách là tung tiền ra của những công ty để thu mua công ty trên thế giới để gọi là chiêu dụ, và hung hăng ở Biển Đông để chi? Để gợi lên cái lòng ái quốc của người dân của Trung Quốc, đồng thời lợi dụng Hoa Kỳ có thể thờ ơ trong cái thời kinh tế và chống đối với Covid. Tuy nhiên điều này đã không làm sao lãng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn gửi chiến hạm này đó để bảo vệ cái vùng Biển Đông. Đây là cái thời điểm mà gọi là trong gần như là 40 năm, và cái sự căng thẳng chính trị, kinh tế, tài chính, lý tưởng hay là hệ thống, tất cả hai bên gần như là đang gọi là không có điểm gì mà tương đồng với nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Với những cái hành động này của Trung Quốc thì không biết là có gây lên những cái tác động nào ở tầm khu vực châu Á Thái Bình Dương, hay là có một cái quốc gia nào đó sẽ được ngư ông đắc lợi vươn lên thay thế vị thế của Hồng Kông không, thưa giáo sư? Hồng Kông sẽ không có bao giờ tiêu pha đi, họ chỉ giảm bớt đi. Mình đã nhớ rằng Hồng Kông sở dĩ mà GDP của Hồng Kông đó là tròn trèm ngang hàng với GDP của Việt Nam khoảng 362 tỷ đô la, mặc dầu dân số của Hồng Kông á chỉ có 7,5 triệu người thôi, Việt Nam gần 100 triệu người. Nền kinh tế của Hồng Kông vẫn còn mạnh là tại sao? Là tại vì đó là tất cả những cái hệ thống stock market mà đi qua khỏi Hồng Kông nó mỗi một năm là 1.000 tỷ đô la, 1 trillion dollar. 8.400 công ty của Trung Quốc được liệt kê ở Hồng Kông, 1.400 công ty của Hoa Kỳ liệt kê ở Hồng Kông. Gần hết tất cả những công ty lớn về ngân hàng của thế giới Hoa Kỳ đều có mặt ở Hồng Kông. Thành ra khó có một cái chỗ nào mà có thể thay thế Hồng Kông hoàn toàn. Một phần nữa là cái hệ thống mà IPO, có nghĩa là công ty nào mở ra để bán công cổ phiếu hay là bán stock đó, đầu tiên đó, Hồng Kông là cái chỗ gọi là lý tưởng dễ dàng và thuế vụ thấp nhất, là không có ai mà thay thế được. Nhưng mà nó sẽ giảm thiểu lần lần rất là nhiều. Dĩ nhiên là có Singapore là luôn cạnh tranh, có Tokyo Exchange và ngay cả Thượng Hải và Shenzhen ở bên Trung Quốc nữa. Đó là phía bên Á Châu thôi cậu. Đến đây thì thời gian của chương trình hôm nay cũng không còn nữa. Hình như rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã luôn mang đến những thông tin cập nhật mới nhất rất là thú vị, rất là bổ ích cho quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Xin kính chúc giáo sư thật là nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại giáo sư trong những chương trình kỳ tới. Dạ vâng, dạ xin kính chào ạ. Thì Nhi xin kính chào quý khán giả và kính thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, rất tiện lợi và dễ dàng bằng cách quý vị có thể download một cái application trong cell phone của quý vị, click vào App Store và click on Search và quý vị có thể đánh vào Audio Now. Và quý vị lấy tay đẩy xuống hoặc kéo ngang qua lại, quý vị sẽ thấy logo của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và quý vị click on logo, click get và install. Với app logo này có hai option để quý vị có thể nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM, đó là nghe live hoặc nghe qua phone, rất dễ dàng. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bằng application trên chính những chiếc phone của quý vị. Sài Gòn Dallas Radio.com quảng cáo trên làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM. Địa chỉ 10935 Estate Lane, phòng 180, Dallas, Texas 75238. Điện thoại 214-389-2563. 214-389-2563.